Sao em tự về không để anh đó à? Em tự về được mà. Em ngồi ghế. Anh ngồi đây nha, anh đi làm cơm cho em ăn nha. Ok. Cô ta lại tới nó rồi á hả? Nó nhỏ thôi, cô ấy nghe đấy. Trời ơi, ý em là muốn nói lớn để cho cô ta nghe em mà. Em đi ra ngoài đổ rác cái nha. Có cần anh đi chung với em không? À không đâu, em tự đi được mà. Ngay cả mày cũng đối xử tệ với tao luôn sao? Ai mày? Là anh Đức Kim đây. Mắt em có vấn đề trước khi mình chia tay phải không? Không phải. Vì trước đó tôi đối xử với anh quá tệ nên là báo ứng thôi. Anh vẫn còn lưu luyến em sao? Hiền. Anh yêu, anh tới rước em về hả? Đúng rồi. Cậu ta là ai vậy? Em không biết, chắc là người qua đường thôi. À, em về. Em đi vô toilet chút xíu. Ok. Để coi tôi xử lý cô như thế nào. Anh tính làm gì?